thích ạ. Giống như phần trước này anh chị, nghĩa là một cái dữ liệu, một cái hoạt chất mà sẽ học về đại cương của nó, đặc biệt về vật lý hóa học của nó. Sau đó mình biết cái cách của mình định tính nó trả lời cái câu hỏi là trong dữ liệu của mình có cái chất đó hay không ha. Và sau đó mình sẽ định lượng nó. Khi mà định lượng thì mình trả lời cho cái câu hỏi là trong cái dữ liệu đó chứa bao nhiêu cái chất, có những cái điều mình quan tâm ha. Và đây là những nội dung mà mình sẽ học trong bài hôm nay. Và đó là những nội dung nếu mà về các chị mình giảng lại cho những cái chị mình cúp hôm nay á, các chị đã hiểu là coi như là mình đã thuộc bài rồi đó. Rồi, đầu tiên mình đi về cái khái niệm ha. Đối với những cái hợp chất khác đó các chị, thường mình thấy khái niệm của nó khá cụ thể, rõ ràng. Tuy nhiên cái này mình sẽ có những cái đặc điểm về cái limit hơn là cái khái niệm ha. Đầu tiên mình thấy limit hay mình gọi là chất béo hoặc là cái tên là dầu béo ha, cái nào cũng được. Nó là sản phẩm chiết từ động vật và thực vật. Khi mà mình học về limit các anh chị mình lưu ý á, các chị mình nhớ để chừng nữa mình học tinh dầu mình so sánh ha, hai cái này nó dễ lẫn lộn với nhau nên mình sẽ lưu ý cái đặc điểm nào mà có thể phân biệt được với tinh dầu. Đó là những cái điểm quan trọng đó. Rồi chỗ này mình thấy limit của nó. Lipid nó cũng có ở trong động vật và có cả trong thực vật ha. Vậy trong động vật có đâu các chị? Mỡ, thì biết là mỡ rồng là cơ quan nào? Thường mình thấy nó nằm ở dưới da nè, ở nội tạng ha, bình thường thôi. Còn ở thực vật có đâu? Lá. Hạt. Đúng rồi, hạt ha. Bình thường mình hay đi mua những cái hạt về mình ăn đó, hoặc là mình mua dầu từ dầu nạc, dầu hộp rồi đó. Và trong cái này mình sẽ học về cái tinh dầu, các chị thấy về nguồn gốc nó cũng có ở động vật và thực vật luôn ha, giống nhau. Rồi đây là điểm khác nhau của nó. Đối với lipid, cấu tạo thường là ester của ancol và axit béo. Cái này mình biết từ trước rồi ha, liên kết ester của ancol và axit béo. Và mình thấy cái chữ thường là có nghĩa là nó sẽ có những cái ngoại lệ. Và ngoại lệ ở đây trong trường hợp á, mình có cái amino ancol, nghĩa là trong cái ancol này nó có nhóm amin là hai ha, nó sẽ tạo thành cái liên kết amin thay vì liên kết ester. Liên kết amin sẽ là cái liên kết CONH ha, mà còn mình sẽ thấy người ta biết cái chữ CO này ra sẽ là cái dạng này. Nhắc lại cái này, đa phần sẽ là liên kết ester của ancol và axit béo, một số trường hợp sẽ là amin. Rồi chất béo thì sẽ là khó hoặc không bay hơi thường. Tuy nhiên cái tinh dầu sẽ là chất có thể bay hơi, và mình cũng biết luôn một cái đặc điểm là tinh dầu có mùi thơm. Cái nào mình biết rồi đó các chị, mình khỏi học, cái nào mình chưa biết mình học nha. Về độ tan mình thấy chất béo sẽ không tan trong nước, mình thấy nếu mà nhỏ một cái giọt dầu lên nước đó, nó sẽ nổi trên. Và mình biết thêm đặc điểm là không tan trong nước, nhẹ hơn nước ha, đó là hai đặc điểm của nó. Đa số không tan trong cồn, đa số nữa ha, mình lại gặp cái chữ đa số, nghĩa là nó có những cái trường hợp ngoại lệ có thể tan được trong cồn. Tan tốt trong dung môi hữu cơ kém phân cực, ví dụ như là NSAN, chloroform, ether, v.v. ha. Và trong cơ thể người của mình nó giữ những cái vai trò quan trọng. Vai trò gì các chị? Vai trò gì giờ? Chất béo dùng để làm gì? Dự trữ. Dự trữ gì? Vai trò nó là cung cấp năng lượng ha. Để gì nữa không? Đối với cái phần mà mở động vật có ester của cái cholesterol đó, các chị sẽ thấy cái khung của cholesterol nó liên quan đến nhiều cái chất nội sinh trong cơ thể của mình, như là hormone chẳng hạn ha. Và đây là cái bảng mà các chị phải thuộc nè, slide này nên thuộc ha. Mình sẽ có một cái phân biệt chất béo và tinh dầu. Thì cái này các chị mình có thể mình lên mình tìm những cái tài liệu trên mạng với những cái từ ha, lipid, fat, oil, fish oil, cái từ khóa đó
hoặc là cái tiếng Latin của nó sẽ là oleo. Còn tinh dầu thì mình thường thấy cái chữ essential oil hơn ha. Rồi tên này thì mình sẽ thấy ở trong điều điển đó. Về nguồn gốc nãy mình có nói rồi, cả hai thì giống nhau nó hơn học còn một lĩnh vực luôn. Về cấu tạo mình sẽ có tinh dầu cấu tạo với nhiều cái nhóm hợp chất đẹp benic. Đẹp benic là gì anh chị? Mà rất là đậm sabonin chi đẹp ben á. Sabonin chi đẹp ben nó biết là gì? Còn trong trường hợp của chất béo các chị sẽ thấy thường là chữ ester, thường là ester ha, và một số trường hợp sẽ là amin. Ester thì mình có cái liên kết giữa anton và axit béo, còn amin sẽ là amino anton và axit béo. Rồi tiếp theo là cái tính chất bay hơi như này, nó dễ bay hơi và có mùi thơm, trong khi cái chất béo là những chất khó bay hơi. Và nếu mình có một cái chất béo tinh khiết ha, cái dầu tinh khiết mình sẽ thấy nó không có mùi. Chứ đừng có lấy một cái dầu mà các chị để lâu ở ngoài nó bị biến đổi rồi lúc này nó có mùi đó. Về độ tan mình, chừng nữa mình sẽ được học cái phần tinh dầu này, nó tan tốt trong cồn. Còn bên đây thì khó tan ha, trừ một số cái dầu đặc biệt, đó là dầu thầu dầu và dầu hạt tông. Các chị sẽ được học tại sao cái dầu thầu dầu này có thể tan trong cồn. Rồi vì cái đặc điểm của nó dễ bay hơi như này nên người ta thể chưng cất lôi cuốn hơi nước. Đối với phương pháp chiên cất lôi cuốn hơi nước á, mình có nghe từ này bao giờ chưa các chị? Là sao? Nghe phương pháp này biết ngay cái dung môn của mình sẽ là nước trước đi ha. Mình sẽ có cái dược liệu mình để vào cái bình cầu thêm nước vào, tùy theo cái lượng dược liệu mình thêm nước ha. Sau đó mình đun lên, mình sẽ có cái hệ thống mình gia nhiệt đó. Khi mà đun lên như vậy, nước nó bay hơi, tinh dầu nó cũng bay lên, gặp cái hệ thống sinh hạt bên trên nó cũng tụ xuống và bình ứng đó ha. Tùy theo cái tinh dầu của mình nó nặng hơn hay nó nhẹ hơn nước mà mình sẽ có những cái bình ứng khác nhau. Cái đó qua cái phần tinh dầu sẽ học kỹ phần này hơn. Còn chất béo của mình bản chất nó không bay hơi được nên nó không thể thực hiện cái phương pháp chiên cất lôi cuốn hàng khi xuân năm. Rồi tiếp theo đây là cái slide phân loại ha. Các chị mình có thể học trong cái slide này cũng được hoặc là có thể làm cái slide kế tiếp. Thì trong cái slide phân loại này, nếu trong công thức chỉ có ancol và axit béo, chỉ có ancol và axit béo thì người ta gọi cái nhóm này là lipid đơn giản, bởi vì nó chỉ có hai cái thành phần cơ bản nhất thôi. Còn ngoài ra nếu có thêm dẫn chất của phosphoric acid, đường hexo hoặc là những cái thành phần khác thì mình sẽ có cái tên gọi là lipid phức tạp. Và trong cái phần lipid đơn giản các chị sẽ thấy nó có ba cái ancol. Ancol đầu tiên sẽ là glycerol, này mình biết rồi đúng không chị? Glycerol có bao nhiêu OH? 6. Glycerol có bao nhiêu OH? 6. 1, 2, 3, 4, 5 hay 6? 6. 6. 3, đúng rồi. Mình có ba cái nhóm OH nha. Vì vậy các chị mình hay nghe một khái niệm đó là triglyceride, nghĩa là khi nó tạo ba cái liên kết ester sẽ là cái chữ tri ha, còn hai liên kết sẽ là di, một liên kết là mono. Rồi cái này tiếp theo một cái ancol khác là sterol. Sterol thì tạo ra cái hợp chất tương ứng là steric. Và các chị sẽ thấy trong cái sterol này mình có hai chất là cholesterol và phytosterol. Cholesterol mình biết có nguồn gốc ở đâu? Ở đâu các chị? Cholesterol ở trong đậu phộng. Rồi phytosterol thực vật khác này mình đoán được, mình thấy cái chữ phyto đầu nè, nó phải gốc chuyện cái thực vật đó.
Rồi tiếp theo mình có cái ancol phân tử lượng cao. Đây mình có ba cái các chị mình đọc ha. Cetylic, cerylic, myricillic và tạo ra cái hợp chất ceric. Đây là cái hợp chất trong cái sáp ong. Có ba cái rồi thành đọc luôn ha. Rồi tiếp theo đó là cái phần lipid phức tạp này các anh chị. Trong cái lipid phức tạp này, cái glycerol của mình nó có ba nhóm OH. Ở đây hai cái nó tạo liên kết ester và acetal rồi. Cái còn lại nó tạo liên kết với dạng sắt và acid phosphoric và nó tạo thành cái hợp chất rất quen thuộc với mình, phospholipid. Vậy phospholipid sao? Nó có đâu? Thường mình nghe chữ phospholipid ở đâu là đúng rồi các anh chị, hàng tế bào. Rồi một trường hợp khác đó là liên kết còn lại của nó gắn với một cái đường nha. Rồi có cái hợp chất glycolipid, cái chữ glyco nè, nó chỉ cái góc đường đó. Rồi một cái trường hợp đặc biệt singulosin, mình nãy mình có nói đa phần là liên kết ester. Tuy nhiên một số chất sẽ là liên kết amic. Thì đây mình xuất hiện cái liên kết amic nè. Singulosin này nó là một amino ancol, nó sẽ tạo liên kết amic chỗ này. Và mình sẽ có những cái hợp chất thuộc cái nhóm singulolipid. Và các chị để ý, trong những cái nhóm chất này nó sẽ có cái nhóm đường hoặc là phosphoric. Vì vậy đôi lúc người ta sẽ phân loại nó singulolipid hoặc là glycolipid. Bởi vì có cái phần đường đó nên người ta có thể xếp nó vào cái nhóm bên trên này. Và cái này mình có singulosin nè, nên nó xếp vào cái nhóm singulolipid. Và mình sẽ có lipid kết hợp với protein, mình có cái hợp chất lipoprotein. Vậy lipoprotein để làm gì các chị? Lipoprotein là gì? Tại sao nó phải kết hợp với nhau? Kết hợp để tạo cái này mới di chuyển vô trong cơ. Đúng rồi ha, để cho cái lipid này nó vận chuyển trong cơ thể. Bởi vì sao? Bởi vì lipid của mình là những cái chất thâm dầu. Còn máu của mình thì sao? Thâm nước. Vì vậy nó rất là khó di chuyển nha. Nên chỗ này khi kết hợp với protein nó sẽ đưa cái phần kỵ nước vào bên trong. Bây giờ cái lớp protein bên ngoài nó sẽ bao bọc cái lipid ở bên trong ha. Vì vậy nó rất là dễ để vận chuyển trong cái mạch máu của mình. Rồi đây là cái cấu trúc của glycerol, mình nhớ cái này. Đặc điểm của nó có 3 nhóm OH, có thể tạo 3 liên kết ester nha. Khi tạo thành 3 liên kết mình có cái triglyceride. Rồi còn tiếp theo cái ceric đó là ancol phân tử lượng cao kết hợp với axit béo. Thì nãy mình nói rồi, mình học cái này rồi, không cần học đây nữa. Rồi trong sáp ong mình cũng biết rồi, không cần học cái này luôn. Chỗ này tới với phần sterol, các chị mình sẽ có cholesterol và phytosterol. Và trong cái phytosterol này mình sẽ gặp ở rất là nhiều cây. Ví dụ như là beta-sitosterol, cambesterol, stigmasterol nha. Những cái cấu trúc này có tác dụng gì các chị? Những cái khung cấu trúc của nó đó. Đúng rồi, các tổng hợp steroid này giống như cái phần abiotinin với hypogenin trong phần saponin đó. Và trong cái slide này các chị nhớ thêm một đặc điểm nữa, mình ghi thêm số 3 chỗ này nè. Mình sẽ viết ở vị trí số 3 có cái nhóm OH. Đây là cái vị trí sẽ tạo liên kết ester và acid béo. Số 3 đây các chị. Liên kết ester với acid béo là nhờ cái OH chỗ này. Mình thấy tất cả công thức của nó đều có cái vị trí số 3 OH đó. Rồi tiếp theo mình có cái nhóm phospholipid, hay lâu lâu mình nghe cái tên hơi xa lạ xíu, glycerophospholipid. Trong cái slide này các chị nhớ mình sẽ có hai cái chất ở đây, lecithin và cephalin. Chỗ này cấu tạo của nó các chị mình đọc thêm ha. Và chỗ này các chị mình nhớ lecithin có đầu, có trong trứng, gan, đầu não. Và trong ngành dược của mình á, ứng dụng của nó là cái chất ổn định hữu tương ha. Còn về cái nhóm phospholipid miền chung á, mình sẽ thấy nó là nguồn cung cấp nhóm phốt pháp, cấu tạo tế bào mới hoặc cấu tạo mạng tế bào, ý này mình biết rồi. Rồi mình đi đến cái phần liên kết khá đặc biệt, xíu ra liên kết amic. Chỗ này mình sẽ có cái chất đơn giản nhất
trong cái sphingolipid là ceramic. À, nếu mà nó gắn thêm phosphocholine giống như trường hợp bên đây ha, phosphocholine nè hoặc là phosphoethanolamine này nè thì mình có sphingomyelin. Và nếu gắn đường, một cái đường vào thì có cerebrosic, ganglionic. Đây là những cái hợp chất có nhiều trong não và bộ thần kinh. Nhớ ha, mình sẽ gặp hai cái chất này nhiều nè. Rồi mình sẽ thấy cái gốc từ này cerebro nó liên quan tới não ha. Còn cái ganglion cái này nó sẽ liên quan tới não thần kinh. Và đây là cái cấu trúc của một cái liên kết amin các anh chị. Chỗ này thay vì tạo liên kết este với cái OH trên này thì nó lại gắn với cái NH2 đây ha. Và nó tách ra một phân tử nước tạo thành một cái liên kết CONH chỗ này. Đây là liên kết amin. Rồi sau đó nó sẽ gắn thêm những cái phần khác các anh chị. Ví dụ đây gắn một cái dịch phosphoric acid và phần đường. Tuy nhiên công thức như vậy rất là phức tạp. Vì vậy các chị mình nhớ những cái chất như ganglionic, cerebrosic có ở đâu. Nhớ cho đó ha. Có nhiều trong nhiễu. Nhóm kế tiếp của mình là glycolipid, mình đã có nói rồi. Đối với glycolipid thì sphingolipid thôi biết người ta cũng phân loại nó vào đó. Bởi vì trong công thức của nó cũng có cái phần đường ha. Mình sẽ thấy nó có đường ở đây. Và thêm một trường hợp nữa là glycerol lúc này hai liên kết nó tạo liên kết este với lại acid béo cái này ha, và sẽ có cái hợp chất diacin bởi vì có hai nhóm thôi và cái nhóm còn lại nó gắn với đường monogalactosin đường đây galacto ha. Rồi gặp lại hai cái này nữa cerebrosic ganglionic. Cái phần này mình giải thích cho cái việc cấu tạo nên cái hợp chất lipoprotein nhé các chị. Và trong cơ thể của mình thường có hai cái mà mình quan tâm đó là LDL và HDL ha. Mình biết cái nào tốt cái nào xấu các chị. HDL tốt ha, còn LDL xấu. Nó xấu là sao xấu, tại sao xấu? Khi mà cái lượng LDL trong máu cao thì tăng nguy cơ mắc bệnh tim đột quỵ. Vậy tại sao nó gây ra cái đó các chị? Vì nó chứa nhiều chất cholesterol. Rồi nó sẽ có cái vai trò nó vận chuyển những cái lipid nè, cholesterol từ trong máu lúc mà mình dư thừa đó nó sẽ vận chuyển và lúc này nó bám vào những cái mạch máu của mình và những cái mạng xơ vữa và từ những cái mạng xơ vữa động mạch này nó sẽ tăng nguy cơ đột quỵ rồi nhồi máu cơ tim ha, những cái bệnh về tim mạch. Còn HDL thì ngược lại mình thấy ở đây nó vận chuyển cholesterol từ mạng bám mang về gan và tới mô phân hủy. Chỗ này nó đi dọn dẹp ha, còn hàng kia thì nó phân phát ra. Vì vậy người ta luôn muốn là mình tăng HDL và giảm LDL. Vậy mình làm sao vậy các anh chị? Làm sao để tăng HDL giảm LDL? Bản chất của LDL đó là cholesterol nè. Thì mình hạn chế cho cái chế độ ăn của mình ha, mình sẽ giảm được LDL. Vậy làm sao để mình vừa tăng HDL vừa giảm LDL? Tập thể dục. Vậy mình tập bao nhiêu là đủ? Tập ở nhà. Giờ trên 1.000 rất tốt ha. Thường á, đối với những cái người mà tiền đái tháo đường khi mà người ta yêu cầu bệnh nhân thay đổi lối sống các anh chị, người ta sẽ yêu cầu là ít nhất 150 phút một tuần, chia ra một tuần ha. Rồi các chị sẽ chia những cái buổi ra, thường thì khoảng 3 buổi tuần. Rồi chỗ này ôm lại là ha. Đầu tiên thì mình sẽ có cái phần triglyceride. Rồi đến cái steroid, trong cái steroid mình có một số cái chất đó, sigma steroid, beta sitosterol, gamma steroid. Vậy vai trò của steroid ở đây là gì? Vai trò của sitosterol là gì? Mày mới nói được đó. Bán tổng hợp. Còn cái câu ít. Bán tổng hợp steroid ha.
Rồi cái vị trí ngắn nó nằm ở đâu các chị? Vị trí tạo nên liên kết ST. OH ở cặp hồi số 3 ha. Rồi trong cái này mình có ceric. Ceric thì mình nhớ nó ở đâu? Nguồn gốc của ceric ở đâu? Sắc ong. Sắc ong và các chị mình nhớ học ba cái tên này. Cetylic, ceric, miricillic có ba cái thật. Rồi tiếp theo trong cái nhóm lipid phức tạp mình có phospholipid nè. Trong phospholipid mình có hai chất tên gì các chị? Hai chất tên gì? Lecithin và serpentin. Lecithin có đâu? Trứng gan đầu hạt. Rồi trong ngành dược của mình nó làm gì? Chất ổn định ung thư. Chất ổn định ung thư ha. Rồi tiếp theo mình có cái glycolipid. Nó có hai cái chất mà nó chung cái nhóm này luôn. Hai cái tên gì? Cerebrosic và ganglioxid ha. Hai cái chất này có đâu các chị? Có trong não. Não và mô thần kinh ha. Nhớ như cái đó. Và mình nhớ thêm ý sphingolipid này. Nó có cái liên kết amic đó. Rồi trong phần lipoprotein mình nhớ vai trò của HDL và LDL ha. Tại sao người ta phải tại sao trong tự nhiên nó lại có cái dạng kết hợp giữa lipid và protein đó? Ở đây là một cái cách người ta phân loại khác ra, các chị mình tham khảo thêm. Rồi bây giờ mình đi vào cái nhóm mà mình thường gặp nhất các chị, đó là glycerid, hoặc là nếu mình gắn vào mình sẽ có chữ acid glycerol. Cái gốc acid mà khi nó gắn cái này ha, mình gọi là acid nè. Mình có ba cái nhóm chất vì vậy tạo thành triglyceride. Và ba cái gốc R123 này có thể giống nhau khác nhau, chuyện đó bình thường, không quan trọng, khỏi nhớ. Rồi chỗ này mình nhớ đây, R2 gốc acid không no mạch ngắn, thường có 12-18 carbon. Đây là cái đặc điểm mà người ta quan sát thấy trên những cái triglyceride này. Vì vậy các chị nhớ cái chỗ R2 này. Rồi mình thấy R1 và R3 đó là những axit béo no và không no, đều cũng rất bình thường, không có gì để nhớ. Rồi mình sẽ có ba cái thể trạng của nó, một là dầu, hai là mỡ, ba là sát ha. Đối với dầu á thì thường là cái thể trạng lỏng ở nhiệt độ thường ha. Người ta sẽ phân biệt dầu và mỡ ở 15 độ C các chị. Và cái hỗn hợp của dầu á là hỗn hợp glyceric của axit béo chưa no. Đa phần là vậy. Mình nhớ chỗ này là glyceric của acid béo chưa no, có nghĩa là nó là chất béo. Còn nếu các chị mình làm bài mình ghi dầu là hỗn hợp các acid béo chưa no là chưa có đủ ý nha. Nó phải là glyceric hoặc là chất béo cấu tạo từ acid béo chưa no. Ở chỗ này đa phần sẽ là thực vật và một số ví dụ như là dầu cá, dầu gan cá. Mỡ thì đó là glyceric của đa số acid béo no, hoặc là chất béo có cấu tạo từ acid béo no. Rồi, thường nó sẽ có một gốc động vật. Rồi tiếp theo là sáp, chứ này không phải là sáp thì nó không. Nó sẽ có trạng thái răng. Mình sẽ quan tâm hai cái phần dầu với mỡ này ha các chị. Trong thực tập các chị sẽ được cho một số cái mẫu và các chị để nó vào tủ lạnh khoảng 30 phút, sau đó các chị mô tả cái thể trạng của nó. Thật ra cái thí nghiệm này rất đơn giản ha. Ở nhà mà bữa nào trời nó lạnh lạnh xíu các chị cũng thấy. Mỡ thì thường nó sẽ đông lại một dầu đông. Đúng rồi. Rồi tiếp theo trong cái phần này, các chị sẽ được học những cái chất hòa tan trong dầu mỡ theo cái độ phân cực của nó. Chỗ này nó đều là kém phân cực ha. Nên mình sẽ có những cái vitamin tan trong dầu, hạng ADLK là vitamin tan trong dầu. Tinh dầu và mỡ thường nó có chung cái độ phân cực ha. Và chỗ này vì nó thường có chung độ phân cực nên người ta sẽ thêm cái dầu vào tinh dầu để người ta giả mạo cái tinh dầu ra bán cho có được nhiều tiền. Và tiếp theo là chất màu, ví dụ như mình mua cái chai dầu ô liu vậy đó các chị, mình thấy chai dầu nó có cái màu xanh lá ha, thì trong đó nó sẽ có chlorophyll, còn cái dầu gốc của mình á sẽ có cái màu đỏ cam đó, nó là caroten ha. Và những cái ancol ví dụ như là cholesterol và testosterone. Rồi về nguồn gốc của nó, động vật nãy mình biết rồi, ở thực vật mình sẽ thấy ở
một phần chứa nhiều nhất là hàm, và cái hàm lượng có thể lên đến 70%. Chỗ này mình thấy thường nó sẽ phân bố bốn cái họ này, chỉ có bốn họ thôi, nên mình học chỗ này nha. Euphorbiaceae, Fabaceae, Vanelliaceae, Bagaceae, có bốn họ là. Và trong cái ý kế tiếp này, các chị mình sẽ để dành nó cho cái phần chiết xuất nó. Nghĩa là trong tế bào, cái dầu mỡ của mình sẽ kết hợp với albumin, nó tạo thành cái dạng nhũ dịch lỏng. Và cái dạng này mình có thể lấy ra bằng cái cách mình ép ha. Mình ép cái chỗ này là mình đang chiết cái dầu thành phần đó các chị. Mình ép nó ra rồi có cái phần dầu. Về phân loại các chị thấy ban đầu lipid của mình phân loại dựa vào cái phần ancol nha. Bây giờ mình cố định cái phần ancol rồi. Ancol ở đây là glycerol. Vì vậy cái việc phân loại glycerid này dựa vào axit béo. Này cũng đơn giản nha. Không cần nhớ cũng được. Suy nghĩ cái là ra rồi. Rồi trong cái phần này mình có axit béo no. Axit béo no thì mình sẽ có mặt thẳng, mặt nhắn. Rồi tiếp theo có axit béo không no. Rồi axit béo có các nhóm chất ancol và axit béo mặt vòng, đó là những cái nhóm chất mà mình sẽ học. Axit béo cái này các chị mình đã nghe rồi, có thể là nghe rồi. Đó là cái số carbon của nó thường là số chặt. Và mình sẽ có rất là nhiều cái axit béo no chỗ này, nhưng đa phần sẽ là từ 8 đến 18 carbon. Rồi mình nhìn xuống dưới đây, mình thấy quá trời axit luôn. Có 6 cái được tô màu đỏ. Hiểu ha? Đã gì các chị? Học ha. Và mình thấy cái axit capric, chloric, đây là hai cái axit trong dầu dừa đó. Vì vậy chỗ này mình thấy dầu dừa nó thường có thể tràn đặc là do cái thành phần axit béo no nè. Rồi tiếp theo là palmitic thì nó trong cây cỏ, xuất phát từ chữ palm các chị. Arachidic đây là cái axit béo no 20 carbon. Mình nhớ những cái tên này xíu, có những cái tên nó gây lẫn lộn cho các anh chị đó. Arachidic nó có nhiều trong cái dầu phộng ha, dầu lạc á. Rồi nhìn lên cái bảng này các chị có nhận xét gì không? Nhìn lên đây mình có nhận xét gì? Nhận xét gì các chị? Hồi nãy mình nói mình học 6 cái axit thôi đó. Vì vậy cái này cho các chị đúng 6 cái axit các mình học thôi. Nhiệm vụ của mình là biết mỗi cái axit này có bao nhiêu carbon nha. Không cần ngồi ghi ra xe máy hát máy đâu. Và số carbon trong mạch càng cao thì nhiệt độ nó chảy càng cao ha. Chữ MB là melting point, nhiệt độ nóng chảy các chị. Và cái này mình có thể ứng dụng là một câu hỏi nho nhỏ được, đó là mình sẽ cho ABCD đó, hỏi các chị axit béo nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất, rồi mình chọn được ha. Và người ta sẽ tìm thấy những cái chất béo này ở trong mỡ heo, gà, bò, bơ động vật, rồi dầu dừa, dầu cọ. Dầu dừa, dầu cọ nãy mình nói rồi. Và câu hỏi đặt ra cho các chị, nếu mình ăn da heo với da da gà, ăn nào tốt hơn? Da heo tại sao? Rồi da gà thì tại sao? Da gà nó chứa cholesterol nha, còn da heo sẽ là gelatin nha, collagen nữa. À, các chị mình lưu ý da heo sẽ chứa thành phần collagen nữa, còn cái da gà là cholesterol nha. Vì vậy mình hạn chế cái phần da của da cầm. Nhưng mà khi sử dụng da heo thì lưu ý nhớ bỏ cái lớp mỡ dưới da, bởi vì lớp mỡ đó nó sẽ chứa nhiều cái chất béo no ha, ăn vô có tốt. Rồi axit béo no mặt nhắn, cái này thì thường mình ít gặp hơn. Mình có một cái chất ở trong đây thôi, đó là phytanic acid. Và trong cái này mình nhớ phytanic acid có trong động vật nhai lại, nhớ cái này trước đi ha. Rồi mình khoanh cái này lại, khoanh tới đây ha. COH nè, 1, 2 hết cả quan chế này, nó phải có mặt nhắn ở đây, nhớ chưa đó. Xíu gặp lại trong cái phần hóa tinh.
Rồi tiếp theo là a xin phép không no. Chỗ a xin phép không no các chị nó đơn giản hơn xíu. Nó chỉ có một số cái axit là 16, 18 carbon thôi. Tuy nhiên lúc này cái 16 carbon và 18 carbon nó có thể có một hoặc là nhiều nó đôi. Vì vậy nó sẽ dẫn đến rất là nhiều chất. Và trong tự nhiên của mình đa phần tồn tại ở độc phân xít. Tuy nhiên cái độc phân xít này có nhiệt độ nóng chảy của nó thấp hơn độc phân căn ha. Vì vậy khi mà mình đun ở nhiệt độ cao nè mà có chất xúc tác á, nó sẽ chuyển dạng từ xít qua trans. Chỗ này mình có nhớ cái quảng cáo ở trên TV không? Mình giả bộ mình sẽ nghỉ 3 giây đi. Nhớ này quen không có chị cảm pháp cũng không luôn rồi. Đâu có quảng cáo đâu, đâu xem. Không có thời gian xem TV luôn nha. Bởi trên mạng các chị có cái câu ví như là những cái người mà có khả năng mua Rolls Royce rồi đó là những người không có thời gian xem TV nha. Chắc là mình trong cái số đó. Rồi đây mình ôn lại cái phần đầu phân xít và trang ha. Các chị mình nhớ cái này không? Đầu phân xít là sao các chị? Cái gì cũng quên. Hai nhóm thế cũng quên. Chứ sao? Xít là 2OH, 2 nhóm H. Mình sẽ thấy một mặt là mình so hai cái nhóm thế lớn. Hai cái nhóm thế có khối lượng phân tử lớn ở đây nè, nằm cùng bên, vì vậy cái này đọc con xít. Hoặc là mình coi theo cái hydro hay nhóm thế nhỏ nhất đó. Rồi dưới đây thì mình sẽ có cái dạng đọc con trăng của nó. Hai nhóm thế nó đối nhập nhau. Ở chỗ này khi mà các chị mình coi quảng cáo mình thấy cái mì chiên đi chiên lại nhiều lần đó, người ta nói về cái trans fat này nè, thì cái trans fat, chất béo trans và cái chất béo bão hòa, đây là hai cái chất mà sẽ làm tăng cái LDL và giảm HDL, tăng LDL và giảm HDL ha, gây ra những cái bệnh về tim mạch nãy mình nói rồi, xơ vữa động mạch rồi nhỏ cơ tim đột quỵ vân vân. Chỗ này bởi vì nó khá nguy hiểm với các chị nên mình sẽ coi cái nhãn thực phẩm đó, coi cái thông tin dinh dưỡng mà cái thức ăn đó nó mang lại cho mình là cái gì ha. Mình có thể quan tâm đến tổng lượng chất béo nè, rồi mình quan tâm đến chất béo bão hòa nè, mình quan tâm đến cái chất béo trans nè, đó là những cái điều mình quan tâm ha. Và còn một số cái nhãn nó sẽ cho chị biết luôn đó là những chất béo không bão hòa một nó đôi hoặc là không bão hòa nhiều nó đôi, chữ mono là một hay moly là nhiều. Vì vậy chỗ này khi mình lựa chọn thực phẩm hay lý trí lên xíu ha các chị, nghĩa là biết những cái thực phẩm này á thường nó rất là ngon, mình cảm thấy nó ngon, tuy nhiên nó có những cái chất như vậy thì mình phải bảo vệ sức khỏe tim mạch của mình trước. Rồi mình đi vào cái phần axit béo không no ha. Nãy giờ vẫn còn ở đầu phân xít và trăng. Đối với phần axit béo không no các chị sẽ thấy mình sẽ có 6 cái axit ở đây, chị cố gắng học thuộc ha. Mình sẽ có axit oleic, linoleic khác nhau nha, có chữ N thế nào. Arachidonic khác với arachidic hồi nãy. Rồi đọc cái tên này là không ai biết nữa ha. Eicosapentaenoic. Này là biết đúng không? Nhưng mà nói EVA và DHA là biết đúng không? Mình thấy viết một cái vị trí nè, số ký tự nó dài lên, mình thấy số nó đo nó cũng tăng lên theo đó. Đây chắc biết cho các chị mình dễ học xíu. Và đối với cái phần axit béo không no, người ta lại có thêm một cái danh pháp các anh chị. Đầu tiên là mình thấy ký hiệu delta trên C18 nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Nó có 18 carbon đúng rồi. Một nó đôi. Rồi sao nữa? Nó đôi ở vị trí số 9. Chỗ này nhiều thông tin hơn ha. Hoặc là bên đây C18-201 nghĩa là 18 carbon một nó đo tại đơn giản vậy thôi ha. Rồi, chỗ này mình sẽ có tùy theo số lượng nó đo mà người ta viết thêm ra. Chỗ này 4 năm nó đo rất là dài ha. Đối với arachidonic này các chị nhớ nó 20 carbon 4 nó đo có trong dầu cá. Còn cái arachidic mà nãy mình học đó
20 chapter nhưng nó là ngay sinh no khác nhau nha, nhớ có chừng lộn cái tên đó. Rồi ở đây mình có thêm cái danh pháp omega, mình thấy omega 3. Vậy là mình sẽ tìm hiểu về cái omega này. Đối với những cái chất béo này, các chị sẽ thấy từ cái mê tim cuối mặt mình đếm ngược lên, mình đục cái nó đôi như nào thì mình ghi nó là omega mấy ha. Ví dụ đây 1, 2, 3 thì mình sẽ ghi là omega 3. Còn nếu mình đếm ngược lên, nó tới vị trí số 6 là 1, 2, 3, 4, 5, 6 omega 6. Rồi đếm lên chỗ này mình thấy vị trí số 9, omega 9. Rồi ở đây mình có những cái chất ha, các chị phải học thuộc ra. Alpha linolenic acid, nó là omega 3. Học cơ học không thức nó đâu. Học này là alpha linolenic acid, omega 3. Rồi mình thấy linolenic là omega 6, vì vậy biết tổng hợp có chữ rất chiếc nào. Oleic acid, omega 9 nha. Và hai cái chất mà mình đã biết nó là omega 3, đó là EPA và DHA. Rồi tại sao mình phải nhớ cái chữ alpha đó? Bởi vì ở đây mình có cái chất gamma linolenic, nó lại là omega 6 ha, là omega 3. Đó lý do bên đây mình phải học alpha. Quá trời luôn à. Thôi dù liên 1 mình rất nhiều chương mà, còn dù liên 2 đâu có nhiều đâu. Nhưng mà cái này rất tên. Dù liên 2 có 4 chương. Năng caloric là có 3 buổi nha. Rồi chỗ này mình có cái axit béo ăn con. Hồi nãy các chị nhớ trong cái độ tan của nó, nó không tan trong nước, đa số tan trong cồn. Đa số tan mà. Đa số không tan, nó là dầu cồn, dầu nạp phong. Đa số không tan trong cồn thì ngoại trừ là dầu cồn, dầu nạp phong. Còn đa số tan nó là cung mơ hữu cơ ha. Rồi chỗ này mình sẽ giải thích tại sao cái dầu thầu dầu nó lại có thể tan được. Chỗ này mình nhìn lên công thức của nó, là một cái mặt carbon rất là dài ở đây và các nhóm OH. Nhờ vào cái nhóm OH chỗ này các chị, nó sẽ làm đảo lộn là cái độ phân cực của cái mặt này, nên lúc này nó có thể tạo được liên kết hydro với lại cồn ha, nó dẫn đến cái việc nó tan trong cồn. Rồi ở đây mình sẽ có cái acid tên là ricinoleic. Chỗ này mình sẽ thấy người ta biết ở đây 18 carbon và delta 9. Vậy nó là gì các chị? Có 18 carbon, có một đó thôi. Nó là chất gì? Nếu mình chỉ biết delta 9 C18 hoặc là 18C ha, thì nó có chất gì? Nó là gì? Acid gì? Acid béo không no. Oleic ha, các chị mình nhìn lên cái tên nó có chữ oleic ha. Rồi bây giờ cái nguồn gốc của nó có trong dầu thầu dầu, chắc chắn nó sẽ giải quyết cho cái từ ricin ở đây. Vậy câu hỏi cho các chị là tên khoa học của dầu thầu dầu là gì? Nhớ được ri gì đó hả? Hay là đến đây đó? Đó, phải đó. Và ricinus communis thì nó là trong cái phần dược liệu á, các chị sẽ có cái phần đó. Phần gắn cái chữ ricin đầu vào, nghĩa là cái gốc từ thầu dầu và cái 18 carbon, vị trí nó đo ở số 9 nè, nó sẽ là oleic, mà ghép lại ricinoleic. Rồi, kế tiếp mình có acid béo vòng. Cái này mình có cái vòng 5 cặp nha. Và có cái chất acid hydrocarbic trong dầu đại phong tử. Như đại phong tử cũng kiếm hẹp qua, tuy nhiên chữ phong ở đây liên quan tới cùi và hủi ha, mình sẽ trị những cái bệnh về da, cùi và hủi. Nãy giờ nhiều quá các chị. Nhiều quá đúng rồi. Công thức quá trời. Nãy giờ mình mới đi chắc mới có 1/3 mà. Ôi quá trời nhiều. Rồi tiếp theo về cái tính chất. Thì đây đầu tiên mình đi tìm hiểu cái tính chất vật lý trước ha. Nãy mình có nói rồi, dầu với mỡ mình có thể phân biệt ở cái nhiệt độ 15 độ C. Đó là dầu với mỡ ha. Còn trong trường hợp mình có nhiều cái dầu khác nhau thì mình sẽ phân biệt nó ở 5-8 độ C, đây là nhiệt độ của ngăn mát tủ lạnh. Mình chỉ cần để những cái dầu này vào và mình mô tả nó tại sao. Mô tả nó lỏng hay đặc, rồi các chị giải thích tại sao ha.
Để đây có cái lời giải thích cho các chị luôn. Nếu mà mình để vào nó đặc thì đây là những cái dầu béo. Chú ý nha, dầu béo nha, chứ phải axit béo. Cấu tạo với nhiều axit béo no. Còn nếu ở dạng lỏng nó là dầu béo, cấu tạo với nhiều axit béo không no. Cố gắng mình viết thêm chữ dầu béo cho nó đúng nghĩa nha. Rồi nãy mình có câu thần chú này rồi ha. Axit béo mà càng qua càng dài thì nhiệt độ nó sẽ càng cao. Rồi giờ mình học thêm câu trên này nữa. Axit béo càng nhiều nó đôi thì nhiệt độ nó sẽ càng thấp. Rồi hai cái này đọc thêm nè. Rồi này ôm lại cái nãy đây. Mình sẽ có mặt carbon càng dài nhiệt độ nó sẽ càng cao. Và ở đây người ta thêm cho mình một cái cột nguồn gốc nè các chị. Dầu cọ, dầu dừa, trong bơ động vật nè ha. Cái này sẽ trong dầu cọ nhiều. Rồi này dầu phộng. Arachidic trong dầu phộng khá là nhiều. Còn bên đây số nối đôi càng tăng thì nhiệt độ nó chạy càng thấp. Chỗ này cũng tương tự, có thể hỏi các chị câu là trong những chất sau đây chất nào có nhiệt độ nó chạy thấp nhất chẳng hạn vậy ha. Và mình để ý thêm cái nữa là các cái chất béo mà chỉ cần có nối đôi là nhiệt độ nó chạy nó rất là thấp nè, có 4 độ C thôi, trong khi bên đây là từ 32 ha. Vì vậy nếu mà cho lẫn lộn ra sẽ béo no và không no mình cũng có thể chọn được nha. Rồi một số cái dầu mà mình thường gặp ha, mình sẽ thấy cái thành phần linoleic và omega 3 đã mình nói đó, nó có trong dầu mè, dầu nằm ha, nó cũng có trong dầu phộng luôn. Rồi arachidonic sẽ có trong dầu cá, rất là đặc trưng. Về điểm soi mình thấy cái dầu, cái chất béo của mình nó không có bay hơi, nó khó bay hơi nên điểm soi nó khá là cao cái này. Rồi về độ tan ha, mình nói rồi. Độ tan thì nó không tan trong nước, đa số không tan trong cồn, trừ trường hợp dầu thầu dầu, dầu hạt bông, đó là dầu nó hòa ha. Tan tốt trong dung môi hữu cơ kém phân cực, chỗ này mình sẽ có một cái ứng dụng để mình phân biệt tinh dầu có lẫn chất béo hay không. Mình mua một cái tinh dầu về, cái gì mình lấy một ít, mình thêm cồn và mình thử. Nếu nó hỗn hòa, nó đậm nhất, nó không bị tách lớp thì có nghĩa là cái phần tinh dầu mình mua về nó hợp lẫn chất béo ha. Còn nếu mà nó thấm thành lớp hoặc nó có cái giọt dầu nổi lên trên thì mình xác định được có cái chất béo được pha lẫn trong này. Về độ nhớt, các chị mình thấy dầu thầu dầu có độ nhớt cao nào lý này. Cái độ nhớt cao này được ứng dụng làm động hôi trơn động cơ máy bay ha. Và đối với các chị thường mình có sử dụng một cái sản phẩm từ dầu thầu dầu nữa để cái màu đen lên cái tinh chảy mascara ha. Và tỷ trọng nhỏ hơn 1. Mình sẽ có cái dầu thầu dầu là cái tỷ trọng nặng nhất, tuy nhiên nó vẫn nhỏ hơn 1 ha. Còn tinh dầu các chị sẽ thấy một số tinh dầu sẽ nặng hơn nước. Cái đó mình học sao, mình chỉ biết vậy thôi. Rồi này các chị đọc thêm, đối với những cái chất tinh khiết á, này đọc thêm ha. Các chị đối với những cái chất tinh khiết thì mình thấy sẽ có những cái chỉ số để người ta kiểm nghiệm đó. Rồi mình đi đến cái phần kế tiếp các anh chị, đó là cái tính chất hóa học của nó. Đầu tiên đó, đó là phản ứng phân hủy. Các chị để ý thấy khi mà mình chiên xào nấu nướng ở nhiệt độ cao đó, hoặc là mình nướng thịt rồi đó, thì mình sẽ có những cái mùi hôi đúng không? Thì đây người ta giải thích cho mình, ở cái nhiệt độ cao thì cái đầu tiên cái chất béo nó sẽ bị tỉ phân, nó cắt cái liên kết giữa glycerol và acid béo trước. Và sau đó cái glycerol này nó bị nhiệt phân, nó tạo thành acrolein ha. Và cái chất này là cái chất có mùi hôi và gây ung thư. Vì vậy khuyên các chị mình không nên ăn cái phần mà cháy đen đó ha. Tuy nhiên thường dài một cái lớp thường nói là cái phần đó ngon. Rồi chỗ này mình cũng có thể phát hiện dầu béo trong tinh dầu đó, tuy nhiên khác này nó phức tạp hơn xíu. Nghĩa là mình lấy cái tinh dầu mua về để lên cái muỗng cái mình đun lên. Mình đun một hồi thì các chị để ý thấy là cái tinh dầu nó bay hết rồi, nó sẽ còn cái phần còn lại. Mình đun một hồi nữa thì mình thấy cái mùi này thì mình xác định là chất béo ha. Còn nếu mà không có cái mùi này thì mình chỉ biết là nó có lẫn tạp thôi chứ không biết tạp gì. Và nhắc lại ha, không ăn thức ăn có dầu mỡ chiên ở nhiệt độ cao.
là cái chỗ này này các chị ngày nay người ta đưa một cái vấn đề nữa là cái nồi chiên không dầu của mình sử dụng á nó có gây ung thư không? Mà có em ạ, bởi vì về bản chất của nó chỉ là đưa nhiệt độ lên cao thôi, nấu thêm dầu vào chứ không có nghĩa là nó không bị nhiệt phân chỗ này, nó vẫn có thể tạo ra những cái chất này ha. Nên mình hạn chế cái việc chiên cái nhiệt độ cao hoặc chiên quá lâu. Nó hạn chế thì thật ra mấy chị sẽ nói là cái món nó ngon đúng không? Rồi, hãy đứng vị phân. Vị phân thì đơn giản hơn xíu, nghĩa là nếu mình sử dụng cái điều kiện nhẹ nhàng từ từ thì nó cắt từ từ cho mình, nó cắt từ triglyceride về đi rồi mono và sau đó sẽ là glycerol và ba xít béo. Còn nếu mà mình sử dụng cái điều kiện nó cắt nhiệt hơn thì nó sẽ cắt nhanh chóng các cái rẹt luôn ha, cắt đứt hết các liên kết tạo thành glycerol và xít béo luôn. Và đối với cái phần mà tác nhân nhẹ nhàng trên này mình có cái men lipase, đây là cái enzyme giúp tiêu hóa lipid của mình. Có cái gốc lipid đó, giờ nó gắn cái enzyme và cái lipase là lipase. Và cái lipase này nó sẽ tiêu hóa lipid với cái sự hỗ trợ của axit mật. Mày hỏi các chị axit mật có từ đâu? Cơ quan nào sản xuất ra axit mật? Gan, đúng rồi. Gan sản xuất mật. Rồi sau đó cái mật của mình sẽ được dự trữ tại túi mật ha. Khi mà có nhu cầu thì cái mật này sẽ được tiết ra. Phải tiết ra đâu? Dạ dày, ruột non hay ruột già? Ruột non ha. Chỗ này khi mà tiết ra ruột non á, vậy vai trò của axit mật làm gì các chị? Sâu hơn xíu nữa. Tiêu hóa chất béo. Tiêu hóa chất béo. Tiêu hóa sao? Bởi vì mình nói chưa rồi, mình nói lipase là cái enzyme tiêu hóa lipid. Vậy axit mật nó tiêu hóa gì? Vậy vai trò nó trong đây là gì? Vậy nó tiết ra đấy chị. Rồi cái vai trò chính của nó là cái giọt dầu các chị khi mà mình ăn vào á, thì cái axit mật chỗ này nó sẽ chia cái giọt dầu thành cái giọt nhỏ hơn, và khi thành chia thành cái giọt nhỏ và rất nhỏ như vậy thì cái diện tích bề mặt nó tăng lên, làm cho cái lipase này nó dễ tiêu hóa ha. Và thêm một cái vai trò nữa, thường đối với dạ dày của mình nó là cái môi trường axit, khi mà xuống ruột non các chị thấy nó thay đổi môi trường trở về trung tính đó, thì axit mật ở đây đóng cái vai trò trung hòa cái axit ở đó nữa. Vai trò chính vẫn là chia cái dòng dầu thành những dòng nhỏ ha. Rồi chỗ này mình có một cái lưu ý, chung học bài này nhắc về sức khỏe mình không ha, không có nhắc về hướng hóa học gì nhiều cơ. Mình hay mua những cái hạt như là hạt nhân, mắc ca, óc chó, những cái hạt đó về ăn để bồi bổ sức khỏe, bổ sung chất gì đó. Nhưng mà mình để một thời gian lâu mình thấy cái hạt này nó có mùi hôi, thì lúc này khuyên các chị mình nên bỏ đi, đừng có tiếp mình ăn ha, bởi vì nó đã bị biến đổi rồi, nó không tốt cho mình nữa. Vậy thì mai mốt rút kinh nghiệm đi mua lượng ít thôi, hoặc là rủ bạn bè mua rồi chia ra ăn cho nhanh. Và tiếp theo mình có phản ứng xạ phòng hóa ha. Phản ứng này quen không các chị? Quen thì giờ mình học gì trong đây giờ? Chứ mục tiêu của mình là cái nào mình biết rồi mình không nên học lại làm gì. Bỏ thi à? Rồi chỗ này phản ứng này mình quen thuộc rồi, mình lấy một cái chất béo, mình thêm cái kiềm vào, nó sẽ tạo thành cái muối kiềm, và muối kiềm này người ta gọi là xà phòng ha. Và thêm cái phần ăn con chỗ này. Và những cái kiềm người ta hay sử dụng ở đây là NaOH, KOH, Calcium H2L. Thì phản ứng xà phòng hóa cái tên nó thể hiện ra rồi, tức là mình sẽ ứng dụng trong cái việc chế tạo xà phòng. Và một cái nữa là xác định chỉ số xà phòng, giống như trong cái phần saponin mình học ngày xưa ha, mình có chỉ số bọt, chỉ số phát huyết, thì bây giờ mình sẽ có chỉ số xà phòng. Xíu mình coi nó là gì. Và chỗ này các chị mình lưu ý, đây là cái điểm mình nên lưu ý đây. Ở bên đây cái glycerin nè, cái chất béo này nó tan đâu? Nó có tan trong nước không? Nó tan trong nước ha. Rồi vậy cái muối kiềm này tan trong nước không? Tan ha, nó thay đổi độ tan đó, điểm khác nhau của nó đó.
trong trường hợp nếu mà mình muốn thực hiện tại bức xạ phòng hóa như này, mình cho chất béo vào, mình cho sút vào, cái mình đem đun đó, đun hồi luôn đó, cái đun một hồi các chị mình lại xem đó, nếu mà nó vẫn tắt lớp có nghĩa là nó còn cái chất béo ha. Còn nếu mà nó không có cái váng dầu nào ở bên trên đó thì mình xác định là cái bệnh của mình có thể nó đã tử vong hoàn toàn rồi, có thể là ha, bởi vì đôi lúc nó sẽ là những cái giọt dầu rất là nhỏ mình không thấy được, sau đó mình sẽ lấy nó ra ngoài để mình thử sao. Rồi vậy ngày xưa người ta làm xà phòng như thế nào các chị? Thường mình hay nghe nói cái dầu dừa rồi chị ạ. Mình thấy cá nhân kiều là gì chưa? Rồi à, mà mình có nghe thấy cho chưa? Cho bếp á? Có ha. Cho đó thì sẽ có cái cao hát nè, để mình có cái tác nhân kiều cái này ha. Rồi phản ứng hydrogen hóa, mình sẽ có hai phản ứng tổng hợp ở đây, là phản ứng hydrogen hóa và phản ứng halogen hóa. Bởi vì đây là phản ứng tổng hợp nên nó cần cần gì vậy? Cần chỗ nào để gắn hydro, cần chỗ nào để gắn halogen vào? Cần chỗ nào? Đòi nhớ ha, nó phải có nói đòi, điều kiện của phản ứng là nói đòi nha. Ở đây mình có một cái ví dụ là dầu thực vật của mình thông thường ở cái dạng lỏng, rồi sau đó mình hydrogen hóa tạo thành cái hợp chất shortening, cái mà các chị mình có làm tắm rồi mình sẽ hay gặp đó. Rồi mình thấy lúc này phản ứng hydrogen hóa sau phản ứng mình sẽ có được cái thể trạng đặc, lưu ý chỗ này ha. Phản ứng hydrogen hóa giúp chuyển từ dạng lỏng sang dạng đặc. Chỗ này mình thấy lỏng và đặc nè. Rồi sau đó các chị mình thêm sữa nè, vitamin, hương liệu, mình được cái hợp chất margarine nè, quen không các chị? Quen không? Nó là gì vậy? Đây. Rồi mình thấy cái màu bên đây rồi ha, vậy mình có đón được cái vitamin người ta thêm vào là gì không? Ta thêm vitamin gì chưa? Vitamin A. Rồi chỗ này mình sẽ có hai cái ý để các chị mình nhớ nè. Cái đầu tiên là cái hydrogen hóa nó giúp chuyển từ dạng lỏng sang dạng đặc. Cái thứ hai người ta có thể hỏi các chị, margarine là cái gì? Là gì? Rồi nó có thể, mình có thể trả lời nó là dầu thực vật được hydrogen hóa và thêm sữa, vitamin, hương liệu ha. Dài hơn xíu. Là dầu thực vật được hydrogen hóa rồi mình thêm những cái nguyên liệu nè, sữa, vitamin và hương liệu. Đây là cái minh họa cho mình ha, cái bơ thực vật của từng em. Rồi tiếp theo cái này mình có cái phản ứng halogen hóa, nhớ điều kiện cho nó cần gì nha. Nói rồi mình sẽ có những cái halogen này mình sẽ cộng vào, thì ở đây mình sẽ quan tâm nhất là cái iốt ha các chị. Cho cái phần iốt á, mình sẽ có một cái chỉ số là chỉ số iốt, và cái chỉ số này giúp ước lượng số nói đôi trong cái cấu trúc của cái chất béo của mình. Vì vậy nếu chỉ số iốt tăng có nghĩa là trong cái chất béo này có nhiều nói đôi, còn nếu trong quá trình bảo quản mình thấy cái chỉ số iốt này nó giảm có nghĩa là những cái nói đôi trong đây nó bị biến mất rồi, còn nó biến mất sao thì xíu biết. Ứng dụng ở đây chế tạo thuốc cảm quan, lưu ý ha các chị mình nên học cái thuốc cảm quan này tên là libidodon, mình nên học cả thuốc cảm quan và libidodon, bởi vì các chị mình hay gặp cái tình trạng là hỏi thuốc cảm quan thì biết, hỏi libidodon học biết. Nhớ cái này nha, libidodon mình sẽ lấy dầu thuốc phiện tác dụng với iốt tạo thành cái libidodon. Vậy hỏi các chị là thành phần nào trong dầu thuốc phiện tác dụng với iốt, mình trả lời sao vậy?
nó đôi, tự nhiên nó đôi. Tại vì nó đang trong cái dầu nè. Nấu đôi sữa tốt chút axit béo. Những cái chất béo mà cấu tạo với axit béo không no á. Tạo ra cái chất cản quang, cái cản quang tên là libidodon. Nhớ cho đó. Nhắc đi nhắc lại cái này rồi ha. Rồi kế tiếp mình có cái phản ứng đồng phân hóa. Đồng phân hóa nãy mình nói rồi, dạng cis và dạng trans. Thì giờ này mình có một cái lưu ý, đó là mình sẽ chọn lựa cái dầu để mình sử dụng. Cooking oil, salad oil ha. Cooking oil thường mình sẽ sử dụng dầu gì các chị? Dầu gì? Axit béo no ha. Dạng no cho nó bền với chị. Tuy nhiên cũng hạn chế sử dụng đâu quý vị. Chất béo no và trans fat nó đều làm tăng cái LDL và giảm HDL. Còn đối với cái dầu salad á, các chị thấy người ta có thể sử dụng cái dầu thô. Cái dầu thô nghĩa là cái dầu nó bao gồm cái thành phần tan trong dầu. Thấy đây ví dụ một cái chai dầu ô liu ha. Và thêm một cái ứng dụng nữa, thường mình thấy những người mà nấu cho trẻ ăn á, thường sau khi nấu xong tắt bếp rồi người ta mới thêm dầu mè, đúng không? Chứ không ai nấu mà thêm dầu mè từ đầu á. Bởi vì trong dầu mè của mình có những chất béo không no và có thêm tinh dầu nữa. Nếu mà mình nấu ở nhiệt độ cao mà nấu cho vào từ đầu thì mình thấy nó bay hơi hết rồi. Và chất béo cũng bị biến dạng rồi, nên nó không còn tác dụng ha. Rồi chỗ này giống nãy các chị mình đọc thêm ha. Chưa gì hết chóng mặt rồi nè. Có nghe cô Hà nói là các chị nói bộ môn cái này hay ra đẹp đó à? Nói được lại không có hả? Có hả? Chưa thi chưa biết khó. Cô nói là khó lắm hả? Chứ phải các chị nói khó hả? Dạ. Thì cũng vậy thôi chứ có gì đâu có. Có mấy cái cộng đi cộng lại. Rồi cái này đối với phản ứng oxy hóa các chị mình sẽ chia ra, đầu tiên là axit béo không no nè, hai là axit béo no và cái dạng nữa là axit béo no nhưng mà mạnh nhắn, cái axit vitamin nè mình nhớ. Rồi đối với axit béo không no đơn giản hơn xíu, chỗ nào có nói đâu thì mình cộng oxy vào. Thì khi cộng oxy vào các chị thấy nó có thể tạo ra cái dạng mà có hai cái oxy gắn như vậy nha, mình có cái liên kết peroxid. Rồi nếu mà tạo thành cái nhóm ceton thì nó có tên là cetoacid nè. Sau đó mặc dù nó chia ra ngang ngắn như vậy, tuy nhiên kết cục nó giống nhau, nó cắt đứt chỗ này, nó chia cắt hàng này đi ha, cắt chỗ cái con đầu tiên với xanh lá này. Và mình thấy từ cái vị trí nó đôi đây, nó sinh ra thêm hai cái nhóm chất acid. Từ một cái chất béo ban đầu có một cái gốc acid phần, bây giờ xuống đây kết quả của mình có ba nhóm chất acid. Vì vậy chỗ này mình có cái từ là chỉ số axit tăng. Và tiếp theo là chỉ số iốt, bởi vì nói đôi nó đang giảm xuống nên chỉ số iốt giảm. Đó là lưu ý ha. Và những cái chất béo khi nó bị oxy hóa như vậy không có cái mùi hôi khét. Các chị để ý thấy là những cái dầu thường cái hạn chế oxy hóa người ta sẽ đóng cho nó đầy luôn ha, hạn chế cái phần không khí bên trên đó. Hoặc là người ta sẽ loại bỏ những cái thành phần tan trong dầu để mình có cái dầu tinh luyện. Và cái dầu tinh luyện này chỉ số axit gần như bằng không luôn. Rồi tiếp theo là mình có các phản ứng beta oxy hóa. Chỗ này mình đếm từ cái nhóm COH này đếm qua ha, có vị trí alpha, vị trí beta. Chỗ này thì mình có một cái kết quả nó cũng khá rõ ràng nha các chị, nghĩa là từ một nhóm axit tạo thành ba nhóm chất axit nè. Và cái axit ở đây là axit 2 carbon và axit 3 carbon luôn, cụ thể nha, 2 và 3 luôn. Còn trên này thì mình không biết được nó bao nhiêu carbon. Chỗ này đây là cái phản ứng thường xảy ra, nên các chị thấy nó cần cái enzyme, tuy nhiên enzyme này cũng dễ kiếm, không có khó tìm ha. Và trong trường hợp của titanic acid, cái acid mà có cái mặt nhắn nó lại một quanh tròn đó, thì mình thấy ở vị trí beta lúc này nó có cái mặt nhắn làm cho cái phản ứng beta oxy hóa không xảy ra được.
nên nó sẽ ra ở cái vị trí alpha. Và đối với cái vị trí alpha này thì cái enzyme nó lại khó tìm hơn, nó đặc hiệu hơn. Nên khi các anh chị mình ăn những cái phần mỡ của động vật nhai lại đó, mình thấy nó khó tiêu hơn. Đó là đặc điểm của nó ha. Thôi mình giải lao xíu đi ha. Ủa gì mà hỏi vậy? Ủa nay sao các chị mình đi trễ vậy? Làm đi lại rồi thôi. Thì đi làm biết rồi, nhưng bình thường cũng học 6 giờ mà. Sao nó đi làm giờ nó nhà xa.